Chào buổi sáng bạn Hấu ạ. Chào buổi sáng bạn Hấu. Ôi, tôi còn chưa dậy cơ mà. Hấu à. Cô chủ nhớ con lắm đấy. Xin chào, như đã hứa vào thứ bảy tuần vừa rồi thì ngày hôm nay ông Ninh Sương Miệng vẫn la quay trở lại với các bạn vào ngày thứ hai. Và trong clip trước thì Ninh cũng đã chia sẻ rằng ngày hôm nay thì Ninh sẽ quay một cái clip để giới thiệu cho các bạn về công thức làm hai món rất là hot. Món đầu tiên đó chính là bánh sữa chua. Bánh sữa chua, bánh sữa chua. Món thứ hai đó chính là món cà phê Dalgona. Đây là hai cái món mà có lẽ là Ninh nghĩ là rất dễ làm. Đặc biệt là Ninh còn tìm được một công thức làm bánh sữa chua mà chúng ta không cần phải đun nấu gì hết. Thật ra là Ninh đã từng làm một cái clip làm bánh sữa chua khác, mặc áo màu hồng các thứ như các bạn đang nhìn. Nhưng mà clip đấy bị fail bởi vì là Ninh làm theo một công thức là đun nấu gì đó, và công thức đấy nó đã bị sai, ăn toàn cứ bột 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 ấy. Nên ngày hôm nay Ninh đã tìm được một cái công thức khác, và bây giờ thì Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh để cho Ninh sớm hết sức miệng nha. Bây giờ thì Ninh sẽ giới thiệu luôn tổng quan về cái nguyên liệu để có thể làm được cả hai món luôn. Đầu tiên là với món Dalgona để sau. Đầu tiên là với món bánh sữa chua, các bạn sẽ cần bánh. Hôm nay thì Ninh có phải mua cái hộp này của Vin, một cái túi này của Vinmart. Thật ra nếu mà các bạn mua ra những cái lò bánh mì mà có những cái bánh gối mà họ cũng làm ở đấy thì Ninh nghĩ là cái chất lượng nó sẽ dày hơn và cái bánh nó cũng dày hơn, thì mình làm nó sẽ ngon hơn và mịn. Đó, thì chúng ta sẽ cần một túi bánh như thế này. Ta-da! Tiếp theo chúng ta sẽ cần phô mai khăn bò cười. Cái này thì từ cái hôm mà Ninh làm bánh tráng, Ninh đã mua vài hộp rồi, tại vì cái phô mai này rất là ngon. Thì cái công thức của chúng ta sẽ cần 6 cái miếng, thì nó là nguyên một cái hộp này luôn. Đó, phô mai khăn bò cười. Tiếp theo chúng ta sẽ cần sữa chua. Sữa chua này là sữa chua có đường. Thật ra có đường cũng được, hôm trước Ninh làm không đường thì nó nhạt lắm. Chúng ta làm có đường và chúng ta sẽ sử dụng sữa ông thọ, sữa đặc để có thể cho vào thêm. Thì đó là những nguyên liệu để có thể làm món này. Còn với món cà phê Dalgona mà mọi người hay gọi là cà phê bọt biển á, chúng ta sẽ cần cà phê đen. Và các bạn nhớ là cái này thì rất nhiều bạn đã làm bằng cà phê sữa hoặc cà phê 3 trong 1 hay các thứ, thì khi mà đánh lên nó không bông. Thì tốt nhất là nên sử dụng cà phê đen, và đây là cà phê đen mà Ninh có mua được của G7. Đó, thật ra bạn Ninh đã từng làm cái cà phê đen của Legend rồi, uống cũng ngon. Đó, thì ngày hôm nay Ninh mua G7. Chúng ta sẽ cần cái này và đường, một hũ đường và một chút nước sôi. Chúng ta sẽ pha theo công thức, lát nữa Ninh sẽ chia sẻ. Rồi, đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào làm món bánh sữa chua nhá. À, cả hai cái món này chúng ta đều cần phới. Ok, bây giờ với món bánh sữa chua, chúng ta sẽ cho 6 cái miếng này vào. Rồi bóc cái này thế nào đây. Ôi, Ninh bực mình quá. Từ clip trước đến clip này chắc hẳn các bạn đã khó nghe lắm, tại vì cách phát âm của Ninh nó khác. Ui, trong đây có 8 miếng chứ không phải có 6 miếng. Ui, trong đây có 8 miếng chứ không phải có 6 miếng. Chúng ta chỉ cần 6 miếng thôi. 2 miếng Ninh sẽ để dành làm hai cái bánh tráng. Bánh tráng hôm trước Ninh thiếu bơ. Trứng rán cần mỡ, bánh tráng nướng cần bơ. Nên là các bạn đã comment vào phía dưới thì Ninh sẽ rút kinh nghiệm để lần sau nếu mà Ninh có làm tại nhà thì Ninh sẽ cho cả bơ vào nữa. Đó, Ninh sẽ cho 6 miếng này vào đây. Thôi, nói thế thôi, nghĩ lại Ninh cho hết vào đây. Để lại cũng chả để làm gì. Sâu ơi. Đó, Ninh sẽ cho nốt 8 chiếc vào. Nốt 2 chiếc nữa. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho 2 thìa sữa đặc. Dạo này nhà Ninh rất nhiều cái này luôn, tại vì cháu Ninh thích ăn bánh mì chấm sữa. Nhất là thằng Bon buồn cười, cứ xuống nhà Ninh là: "Bà ơi, cho con ăn bánh mì chấm sữa, bánh mì chấm sữa." Món đấy công nhận là ngon thật đấy các bạn ạ. Đó, Ninh sẽ cho 2 thìa cà phê. 1 thìa, 2 thìa. Ôi, thơm quá, thì nữa thừa bánh mì chúng ta sẽ chấm sữa ăn nha. Tiếp theo Ninh sẽ lấy 6 thìa sữa chua. Ủa, cái sữa đặc ngon quá. Có hai loại sữa đặc, một loại sữa là ngôi sao thì sẽ dành cho cà phê, còn một loại là sữa ông thọ này sẽ chuyên để chấm chiếc các thứ thì sẽ ngon lắm các bạn ạ. Đó, Ninh sẽ cho 6 thìa sữa chua. 1, 2,
Thật ra hôm trước cái công thức mà Ninh mặc áo hồng ấy thì còn cho cả phô mai vào, nhưng cho môi mayonnaise vào, nhưng mà thực sự khi mà các bạn đánh lên nó sẽ chỉ ra toàn vị mayonnaise kinh lắm ấy. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái thìa, chúng ta ấn nhuyễn nó ra, nhuyễn cái phô mai ra ạ. Sau đó chúng ta sẽ dùng phới đánh đều nó lên. Lần này Ninh quyết tâm phải làm thành công, tại vì không thể đăng một cái clip quá thất bại lên cho các bạn xem được. Ôi dồi ôi, nắng thế kia. Mùa hè đen, chim hót vang, sắp sửa đen hết cả rồi. Ninh chợt nhận ra là mình lại sai lần tiếp rồi các bạn ạ. Đáng nghĩa là các bạn nên nghiền nát cái phô mai, nghiền nát cái phô mai con bò cười này trước, sau đó thì mới đổ sữa và sữa chua vào. Nãy giờ Ninh đánh mà mỏi hết cả tay, nó mới bắt đầu nhuyễn nhuyễn này. Thế này thì nữa đánh làm sao còn sức để đánh được cà phê nữa. Sai lầm của Ninh, chọn hai cái cùng phải đánh. Thế này thì từ các số sau Ninh sẽ phải sắm thêm một cái máy đánh trứng. Later. Đây các bạn ạ. Nói chung là nãy giờ thì Ninh cũng đánh được khoảng tầm 10 phút, 15 phút thì Ninh thấy nó bắt đầu thành một cái hỗn hợp sệt sệt như này rồi, thì Ninh nghĩ đã ok. Thời gian nếu mà các bạn có máy đánh trứng thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì Ninh sẽ xúc cái hỗn hợp này vào trong một cái túi ni lông mà các bạn đã nhìn thấy Ninh ở trong cái túi ép chuối rồi. Thì Ninh sẽ xúc cho vào đây. Thật ra ở cái bước này các bạn nên sử dụng một cái cốc dài như thế này. Nói dài xong mình thấy mình thừa lưỡi vậy. Sau đó mình sẽ đặt cái này vào. Đó, để mình cho dễ cho cái hỗn hợp này vào hơn các bạn ạ. Đó, Ninh sẽ xúc nó vào đây. Chỗ này nhìn cảm giác, cảm quan thì nó hơi ít. Không biết là đến lúc làm thì được sẽ được bao nhiêu cái bánh. Ok, xong rồi. Mình nhấc nó lên thì nó đã được như này rồi. Lát nữa khi mà chúng ta cắt ấy, các bạn cắt một phần nhỏ nhỏ ở phần đầu này này. Đó, xong rồi bóp nó ra là được. Đây, miết hết nó xuống. Xong rồi Ninh sẽ để vào tủ một chút. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ làm bánh. Đó, giống các tiệm bánh ngoài hàng chưa? Quay trở lại với bánh mì. Trong lúc chờ đợi, bánh mì này các bạn cũng làm rất đơn giản thôi và nó cũng hay ho. Cái bánh sữa chua này các bạn hoàn toàn có thể làm được với trẻ con ở nhà đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm dần nhá. Ví dụ đây, Ninh sẽ đặt hai chiếc vào chộp vào nhau này. Sau đó Ninh sẽ dùng dao, Ninh cắt hết những cái phần viền, cắt hết những cái phần vỏ đi, chỉ còn giữ lại cái bánh ở trong thôi. Bánh này thì lời khuyên cho các bạn là nên sử dụng những cái loại bánh nào mà nó dày một chút và nó mịn, mềm, thì khi mà làm ra bánh sữa chua nó sẽ đúng với cả cái vị bánh sữa chua Đài Loan hơn. Ôi, Ninh vẫn nhớ cái tập đấy, nhiều bạn xem nhé nhở. Đó, Ninh sẽ được cắt ra được những cái miếng như thế này. Bây giờ thì Ninh sẽ làm tiếp với cả cái túi bánh, để lát nữa thì mình sẽ có được những cái miếng, nhiều miếng như thế này. Đây, chúng ta có được một cái bát như thế này. Ninh vẫn chưa làm hết túi đâu, nhưng mà Ninh sợ là cái phần nhân không đủ. Thì chúng ta có những cái này, nếu mà các bạn một là có thể chấm sữa chung còn thừa ở đây, hai là các bạn sẽ quết một chút bơ lên đây, xong chúng ta cho những cái này vào trong lò nướng. Wow. Trời ơi, ngon dã man. Bây giờ với những cái này chúng ta sẽ làm gì hả các bạn? Chắc hẳn là nhiều bạn biết làm thì đã biết rồi. Chúng ta sẽ dùng một cái đồ lăn bánh để lăn cho nó, để gọi là nghiền qua cho nó mịn cái bánh xuống. Ta-da! Với những bạn nào mà không có cái lăn đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một chai rượu vang đã bỏ hoặc là chưa bỏ. Chúng ta lăn nó. Khi lăn các bạn cứ đưa một đường thẳng thế này. Nhớ lực đừng có mạnh quá, không còn nó sẽ nát hẳn cái bánh. Thì chúng ta đã được một cái miếng nó như thế này rồi. Đây các bạn ạ. Đó, nó rất là mỏng và nó mịn vào nhau như thế này. Đó, nên sẽ làm tương tự với cả những cái bánh còn lại. Trò này hay mà, trò này Ninh bảo làm với trẻ con hay lắm. Đó, như này. Với những cái chiếc bánh như thế này thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó ra hình một cái bánh sữa chua?
các bạn có thể gập dọc hoặc gập ngang tùy vào cái size bánh. Nhưng nên cái này thì nên sẽ gập theo chiều này. Đó. Và làm sao để cái viên này nó dính lại? Thì bây giờ các bạn sẽ lấy một chút cái sữa đặc mà còn thừa ấy. Các bạn sẽ dùng cái thìa cà phê các bạn quết lên cái viền để cho nó có chất kết dính. Đó. Sau đó các bạn sẽ gập đôi nó lại như này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái dĩa, chúng ta ấn cái phần này xuống cái viền. Nó vừa đẹp mắt mà nó vừa có thể làm cái chút để có thể giữ được cái bánh không bị phòi cái nhân ra khi mà chúng ta bóp nhân vào. Thật ra ở cái bước này các bạn nếu mà ấn chặt thì chỉ cần ấn một cái mặt như thế này thôi. Đây các bạn ạ, các bạn có thể nhìn thấy cái viền nó như thế này. Nhưng mà Ninh thì Ninh muốn khai mặt đều đẹp, nếu mà cầm lên mặt não phải đẹp, nên là Ninh sẽ ấn tiếp cái mặt này lại. Nó sẽ càng chắc hơn thôi mà, nhưng mà nó hơi mất thời gian hơn một chút. Đó, vậy là Ninh đã có một cái vỏ bánh sữa chua nhìn cũng khá là giống đúng không? Chỉ là cái bánh hôm nay Ninh mua thì nó không được quá là mịn và trắng, thì nó không giống cái vỏ bánh thôi. Và lát nữa chúng ta chỉ cần bóp cái đấy vào đây. Rồi, Ninh sẽ làm tương tự với cả những cái còn lại nhá. Ninh nhận ra là để mà các bạn thấy nó hoàn hảo hơn, các bạn nên dùng một cái kéo. Các bạn cắt cái phần viền nó bị linh tinh này đi này. Đó. Đấy, như vậy thì cái bánh nhìn nó đã đẹp hơn rồi. Chúng mình làm ở nhà không chỉ có ngon mà chúng ta còn phải đẹp nữa. Tại vì chúng ta có gì ngoài thời gian đâu. Giết thời gian. Càng tỉ mẩn càng đẹp các bạn ạ. Ok, vậy là Ninh đã hoàn thành xong những cái chiếc bánh này. Và lát nữa thì khi mà đợi trong tủ lạnh cái nhân nó lạnh thì Ninh sẽ bóp vào đây. Tạm biệt sang một bên, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang món thứ hai. Và món thứ hai này đó chính là món cà phê Dalgona, cà phê bọt biển. Dalgona, Ninh hình như đọc thế. Đó, thì nguyên liệu của này chúng ta sẽ cần cà phê đen. Ninh nhắc đi nhắc lại là cà phê đen nha các bạn ơi. Tại sao cái món này lại hot? Tại vì Ninh có đọc qua ấy, thì cái vị của cái Dalgona này nó hơi giống, cái vị của cà phê này giống vị kẹo Dalgona của bên Hàn Quốc ấy. Thế là người ta mới gọi cái tên như vậy và uống nó cũng ngon ngon. Đấy là theo mọi người bảo nó là ngon ngon. Thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ 1:1:1. Một nước sôi, một cà phê đen và một đường. Đó, thì bây giờ Ninh sẽ đổ cà phê ra đây để đong cho nó chính xác đã. Tối qua Ninh mơ, Ninh kiểu như là làm shipper ấy các bạn ạ. Xong rồi đừng khóc giữa đường vì giữa mùa dịch mình đã phải lao ra đường. Xong rồi mình ship cho người ta rồi mà người ta đến người ta bom hàng. Không, tự dưng mình nhận ra là những cái người mà shipper mà bị bom hàng thương thật đấy. Không hiểu sao mình mơ mình làm shipper rồi. Ok, đây. Ninh sẽ xúc. Ninh sẽ cho khoảng 3 thìa này đi. Các bạn nhớ là dù các bạn đong thế nào thì 3 thìa nó cũng phải tương đương nhau nhá. 1 2 3 thìa này hơi ít, Ninh cho một chút. Ok, sau đó Ninh sẽ cho 3 thìa đường tương đương với 3 thìa cà phê lúc nãy. 1 2 3. Và cuối cùng chúng ta sẽ đong 3 thìa nước sôi. Các bạn ở nhà chỉ cần đong 1:1:1 thôi, không cần cả 3 đâu. 3 này là do bạn Ninh thích. Ninh thích thử xem nó có bơm không. 1 2. Ok. Đó. Mình sẽ đảo lên nó qua đã, sau đó thì mình sẽ đánh bông nó lên. Thực sự luôn ý, Ninh thấy nhiều người bảo là đánh cái này to tay lắm. Ninh cũng không biết là có to tay không, nhưng mà thôi mình cứ phải thử xem nó thế nào. Ok. Đây là cái máy đánh trứng của Ninh này các bạn. Nếu mà những cái bạn nào mà sử dụng cà phê 3:1 hay là cà phê sữa ấy, thì nghe bảo là đánh nó sẽ không thể bông lên được. Nên là tốt nhất là các bạn cái này thì cứ đúng công thức đi. Bởi vì đôi khi công thức nó không chỉ là công thức mà nó còn là khoa học nữa. Trong mấy clip Ninh xem ý, chúng ta sẽ phải đánh đến khi nào nó bông nó cứng và như kem, như kem trứng ấy. Đó thì mới được. Ui dồi ôi,
Cả nhỉ, tay bên này đã bình thường, tay bên này gân ghép nổi loạn hết cả. Nhìn gì bố? Ninh đang không biết là nó như được chưa, nhưng mà lúc này đánh là nặng tay lắm rồi. Và Ninh rất là thấy kỳ diệu luôn. Ninh không hiểu tại sao mà khi mà với công thức như thế đánh lên nó như này được các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy kem không? Được đấy, thành công rồi. Nãy giờ Ninh cứ tưởng tượng đây là cái mặt đứa nào mà Ninh ghét. Đây cái mồm là Ninh ghét, Ninh ngoái cho chết luôn. Ok, Ninh nghĩ là cái lớp kem này nó cũng đã hồng hồng rồi và chắc nó cũng không thể tan ở đâu, nên là bây giờ Ninh sẽ hoàn thành nốt cái bánh sữa chua. Đây, các bạn ạ, nó như này. Ninh vừa mới đi lấy trong tủ ra thì nó như này. Đây, cái lớp kem nó đã như này rồi. Nghĩa là xuống. Bây giờ Ninh sẽ dùng cái kéo, Ninh cắt cái đầu cắt nhỏ nhỏ thôi để có thể đưa được vào trong những cái bánh này các bạn ạ. Rất nhỏ thôi, đùa. Bây giờ nhá, các bạn lấy một cái bánh mà các bạn đã ấy rồi ấy. Các bạn cho cái này vào trong, các bạn bóp vào. Đây, bây giờ thì Ninh sẽ cho cái đầu vào trong sâu xuống dưới. Ninh bóp. Ui, ra đấy, ra rồi. Đau quá. Đây các bạn ạ. Đó, nó có cái lớp sữa chua ở trong rồi. Đây, nó sẽ như thế này. Có một lớp kem, sau đó các bạn sẽ làm tương tự với cái viền còn lại để có thể đóng được cái bánh này lại. Đây, bây giờ Ninh sẽ bóp một thể, sau đó thì Ninh sẽ viền nó lại. Umbala. Các bạn nhớ vừa bơm vào vừa bóp bóp cho nó chảy xuống cái phía dưới bánh. Ôi, chắc là hấp dẫn lắm đấy. Nhưng mà các bạn ạ, thật ra nếu mà các bạn nên làm thì chỉ làm một món chứ một thôi. Tại vì nãy giờ Ninh để cái bánh ở ngoài lâu thì nó cũng hơi bị gọi là khô cái vỏ một chút. Đó, hoặc là nếu mà các bạn muốn để ấy, thì các bạn hãy cho nó vào cái túi mang bọc thực phẩm ấy, cho nó giữ. Đấy, đẹp thế nhở, ai làm mà đẹp thế chứ mẹ. Thôi xong, vẫn còn thừa tận từng này kem. Cái này Ninh sẽ cất lại vào trong tủ lạnh. Và khi nào mà Ninh đói, Ninh sẽ mua thêm bánh mì về Ninh làm. Đâu phải cốc đâu, rồi thừa. Ui, đó. Bây giờ thì Ninh sẽ viền nó lại các bạn ạ. Tí nữa Ninh sẽ thử xem cái nhân nó như thế nào. Đây, Ninh sẽ lấy thêm một chút sữa đặc, Ninh quét vào cái dìa của nó. Và mình lại dùng cái dĩa mình ấn nó xuống. Giai đoạn này các bạn phải ấn cẩn thận, không có nó phòi hết cả nhân ra đấy. Đó, ấn nó xuống như thế này. Sau đó mình cắt cái viền đi. Rồi, cắt cái viền này cũng là một cái cách để nó có thể giữ được cái viền bánh. Vậy là Ninh đã hoàn thành xong một cái bánh rồi. Bây giờ Ninh sẽ làm lại với cả những cái còn lại nhá. Sau khi hoàn thành xong cái bánh kia Ninh đánh thêm thì nó đã thành những cái cục như thế này rồi. Đó, nó đã còn bông hơn nữa thôi. Đánh hết cái đường là nó bông. Bây giờ thì làm sao để chế biến được cái cốc đấy? Thì chúng ta chỉ cần đá viên. Hãy xúc đá viên vào một cái cốc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổ sữa lên. Các bạn nhớ Ninh dặn sữa gì chưa? Sữa tươi, không đường. Không có cái món này nó sẽ siêu ngọt mất. Sau đó chúng ta sẽ rót sữa vào. Rồi, nghệ chưa? Rót sữa nghệ chưa? Ok, đến khi cách cái bề mặt còn một chút, chúng ta sẽ cho cái cà phê đánh bông này lên. Đây, các bạn nhìn đẹp không? Nó rất là kem ý. Bông hết cả lên rồi. Đó, bây giờ Ninh sẽ cho nó lên trên. Ok, Ninh sẽ cho nó lên bề mặt. Đó, chúng ta sẽ làm đầy cái bề mặt này luôn các bạn ạ. Ok, vậy thì đây chính là ly cà phê Dalgona của Ninh. Và khi mà để một lúc ấy, thì cái lớp này nó sẽ mix, hơi mix vào cái lớp đá thì nó sẽ khiến cho cái cốc này có texture đẹp hơn.
Vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã hoàn thành được hai món. Ninh vừa mới tranh thủ chụp được vài kiểu ảnh rất là xinh. Đó, thì đây là cà phê Dalgona này, cà phê bọt biển. Và đây thì sẽ là bánh sữa chua. Và bây giờ thì Ninh sẽ thử bánh trước. Một chiếc bánh nó như thế này các bạn ạ. Ninh tin là hôm nay thì công thức này nó sẽ thành công hơn là cái công thức mà đợt trước Ninh làm ở mayonnaise. Mời mọi người nhá. Cái nhân sữa chua này ngon. Ninh nhai hơi đau rồi. Cái nhân sữa chua này rất là ngon, ngậy, nhưng mà nó không bị quá béo và đơn thuần là không có vị mayonnaise giống như hôm trước. Công thức này ok đấy các bạn. Cái lớp sữa khi mà chúng ta cắn nó chảy ra ngon lắm. Cái vỏ này mà nó mềm hơn và mịn hơn một chút nữa là sẽ ngon hơn. Bây giờ thì Ninh sẽ thử sang cà phê. Đầu tiên Ninh sẽ thử cái kem trên trước nhé. Các bạn nhỉ, nó không thể chảy được xuống luôn ý. Đó. Không hề bị đắng lắm. Nó chỉ hơi nhặn nhặn thôi, bởi vì nó đã có đường đánh bông lên rồi. Ninh đã không hiểu tại sao nó có thể bông được nhỉ? Ngon đấy. Ngon. Hóa ra đây là vị của đất. À không, Ninh phải uống thử. Bây giờ uống thế nào nhỉ? Một thìa từ trên xuống dưới nhá. Ngon đấy. Khi các bạn uống được một lớp sữa cho mình, một lớp cái bọt biển ở trên này, ngon. Không lẽ nhiên mà cái món này nó hot đúng không? Ngon đấy. Đỉnh. Ok, vậy là ngày hôm nay thì ông Ninh đã làm thành công hai món ăn, đó chính là bánh sữa chua và cà phê Dalgona bọt biển. Thời gian Ninh nghĩ nếu mà các bạn cho thêm một chút trân châu vào đây, hoặc là cho thêm một chút thạch jelly vào đây để làm cà phê, để làm kiểu sữa tươi trân châu bọt biển thì chắc nó còn hấp dẫn hơn nữa. Thì hy vọng là ngày hôm nay clip tuy hơi dài nhưng mà Ninh đã giới thiệu được cho các bạn hai món ngon, và những ngày nghỉ của các bạn sẽ có một cái dịp để có thể trổ tài khéo tay của mình. Không khéo thì cũng như Ninh thôi mà, Ninh cũng bắt đầu khéo dần lên rồi này. Đó, và hy vọng là lần sau gặp lại các bạn trong các clip trên channel Ninh Tito thì mặt Ninh sẽ đỡ sưng để Ninh nói chuyện bình thường và ăn uống ngon nhảy hơn. Còn bây giờ thì có lẽ đã đến lúc phải kết thúc clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến tận bây giờ, và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram Ninh Ít Tính. Xin chào và hẹn gặp lại.